Quá. Ôi đẹp quá cả nhà ơi, màu tím có sen đá này nha, có sen đá nữa. Sen đá nữa hả? Ôi sen đá này cả nhà ơi. Wow. Trời thì đem chuyển mua luôn cả nhà ơi. Vừa có sen đá vừa có lan mang xuống. Lại có ai phụ anh Thiên không? Đẹp quá trời đẹp luôn. Đây là rất là nặng nha, chỗ này là khoảng chừng vài trăm ký đó. Với lại carbon nha cả nhà ơi. Ủa cô Nga, cô Nga. Để lại với đại đấu ký kênh carbon nha. Carbon sẽ hay like ở kênh này lắm nha. Đó. Từ Bình Chánh nha cả nhà. Quá, chú Tiểu đang phụ nè cả nhà. Ôi. Wow. Mình anh làm luôn đúng rồi. Bông này để tôi vô không cần chú Tiểu luôn. Ra khỏi con sáo ơi. Quá trời đẹp rồi. Đẹp quá cả nhà ơi. Bên đây. Chậu lan trong nè. Wow. Ủa này là biết bao nhiêu chậu ở trong đó ha. Đúng rồi, đúng rồi. Quá trời gốc luôn kìa. Wow. Nhớ like nha cả chú nhà tiểu ơi. Mà không. Ở đây em đố anh. Quá tuyệt vời. Màu tím nha, màu tím nào nha, tím. Hai màu nha. Ý là em đố anh đó anh chọc em á. Hai màu nha. Rồi, 15 hết trời. Để xem coi bao nhiêu màu nè. Qua là của chú chị. Chuẩn bị quá đẹp nha cô chú ơi. Đẹp like nha. Đại nữ đẹp, đại gia nào đẹp đẹp quá. Wow. Wow, 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 like cả nhà ơi, like cho Tiên luôn, like cho Bon đi. Cái này là phải để vậy nó mới không. Từ 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 từ, mình không có chuyên nghiệp, mình từ từ để rửa đi, ha 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 ha, em đứng đi, để cho anh rửa đi. Quá đẹp quá đẹp. Này của cô ở ở đâu vậy này ha? Quá đẹp luôn cô chú. Đại gia, đại gia, đại gia, đại gia tặng Bon hả? Đúng rồi, nãy có quay ảnh mà quên rồi. Lấy ảnh ghim lên, quá đẹp. Trời cái đây là hơi bị nhiều tiền đó. Wow, quá đẹp chú ơi. Ôi trời, xuất sắc luôn trời. Để cái này hồi nó coi rồi có cái bóng nào cũng nhớ like nha, like nha cô chú anh chị ơi. Đây là lan hồ điệp cánh tím nha mọi người. Qua thật, lan thật các bà ơi. Quan tâm á, mất tiền nó không có rẻ tiền đâu. Này Thảo này chắc mất tiền lắm em ha. Dạ đúng rồi, mắc chứ. Hồ điệp mà có bông gì là mắc lắm á. Wow. Chưa tới sen đá đổ dưới đó kìa. Có hả? Có sen đá. Sen đá ở dưới. Rồi ơi, để xong cho nó trộn bạn coi. Chú. Quay cho nó đẹp ra, quay thẳng ra. Anh em mở rộng ra để quay đây cho nó đẹp. Sao em gấp dữ vậy Tâm? Ừ. Gấp để nó đang lên liền cái gì á. Hồng quá mà. Tôi nghi mày lắm mà. Cái chậu này vừa có khoảng nhiêu anh? Quá trời. Rồi cái này không được nói đâu. Không thể nói được. Không được bây nói. Bây giờ á là bây giờ anh nói bây giờ anh em mình đấu giá đi bây giờ. Cái này là anh cho là 5 triệu đó, có ai cho nói cao hơn không? Em nói phải trên 10 triệu. Hơn 10 triệu đúng rồi. Rồi ai còn hơn giá nữa không? Cái này là bao nhiêu cành anh? 25 cành. 25 cành. Theo Tâm Xì Phố thì mỗi cành là giá sẽ là lai cho tôi bon 92 nha cả nhà. 3,5 mà lan này ha. Thôi hửi đi em. Đó, tấm gì à, của này, tấm gì đó? Để anh mở ra, để anh mở ra. Để anh là người mở ra luôn. Nè, có hồ điệp bên dưới nè, quý chú chị. Nè, đó, đó. Hồ điệp nha cả nhà. Quá trời hoa luôn. 16 triệu. Có là 15 triệu. 16 triệu. 21 triệu. Quá trời quá đất rồi. Wow, có cái sân đá đẹp quá. Biết bao nhiêu góc luôn. 25 góc. Trời, cái bông đẹp quá quá chú chị ơi. Ở dưới còn có những đó hồ điệp nè, đá nè, hồ điệp nè, phải chừng đẹp quá cả nhà ơi. Sen đá thì mọi người sẽ dự đoán sen đá nè, có sen đá rồi nữa nha cả nhà. Nói chung ở trời có trên 10 triệu đẹp nè. Mình đó bây giờ mình cho các dự tu ra đẹp lắm nè. Dạ rất là đẹp luôn. Thôi bây giờ đọc cái tên của chị đi. Trà Vinh, cảm ơn cô Nga Trà Vinh đã gửi đó hoa đến để chúc mừng cậu nhà Trà Vinh có nhà mới nha cô. Về cõi an lành. Cô Nga Trà Vinh kính viếng, trời ơi cô đại đại gia luôn, cô Nga đại gia. Cảm ơn Hương quá, nghệ sĩ Vũ Linh siêu hot về cõi lành. Thôi thay mặt cho gia đình nghệ sĩ Vũ Linh cảm ơn chị, cảm ơn cô Nga Trà Vinh nha.
Rồi, cái chậu này phải cao nhiêu mà rộng nhiêu mình phải chậu này cao ngang 1 mét, cao 1m6. Thử là xanh hay gì? Cao mét cao rồi, phải mét tư à? Mét tư. Ngang ngang bảng là trên có 1m6. Thôi giờ ra rộng rộng ra quay cho nó đẹp đi, sát quá không có đẹp. Sát quá không quay gì được, nó không có đẹp. Quá trời vô tấp luôn. Ủa sao anh để cái chậu nghiêng nghèo vậy ta? Chưa sửa lại gì? Hay là để tiểu đâu rồi, cho anh tiểu sửa đi. Nghiêng qua cây rồi. Hay là mình tự sửa đi. Anh em từ đó đó. Từ từ nghe ngã nghe. Trời ơi. Rồi được rồi. Rồi quá đẹp cổ quay luôn. Đẹp luôn. Rồi đi. Cho mấy ông quay đã rồi đó, tôi quay sao? Đẹp từ giờ rồi. Chứ mà buồn quá. Hoa dưới nước con bơn. Đó, cậu. Con gái đẹp, con gái đẹp. Bộ cậu đẹp là nhờ hoa. Đó. Một con đẹp nhờ hoa. Cậu con gái đẹp nhà gì? Gái đẹp nhờ son phấn hả? Trời ơi. Em chụp cái thứ ba đi. Quá trời đẹp. Đây thôi cũng có khăn. Nói chung là đẹp thiệt. Vì màu tím là tượng trưng cho là cái sự tình yêu vĩnh cửu nha. Mà lâu đó chị ơi. Lâu rồi. Sao cái dài màu tím và lục bình. Cái này rất là đẹp nha cả nhà. Anh cũng có bán lan cái này anh biết. Cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhớ like cho con chích hay nha. Chưa hôm trần thật sự nó cũng có thời gian đi phụ lan ở cái chỗ chợ chợ lan mà sĩ chợ sĩ ở bên quận 10 á cô chú anh chị ơi. Mỗi khi mà Tết đến nó đi ra thành Thái của quán lan với chợ sĩ phụ mà ồ cái kỹ chợ sĩ ở Sài Gòn á cô chú anh chị là cái gì chính diện cho cả nhà thì ông trần biết là cái chậu lan này giá trị cũng khoảng 10 triệu nha cô chú anh chị ơi. Thì 10 triệu là rất là giá trị lớn, giá trị 10 triệu cái giá sĩ mười triệu bàn chứ nước nhập lan gì mà thiệt luôn. Nhưng mà anh em đồng ý là lâu lắm rồi, một năm chưa có một cái chậu hoa như này nữa. Đúng không? Lâu lắm rồi không có một cái này. Không được rửa thế này. Cái chậu lan này là không có này nó xảy ra đâu. Cũng rất đúng rồi, chậu lan này mượn. Đẹp không chị? Hoa giả luôn à. Có hoa giả cái đó. Nhất là từ trước đến nay đấy. Dạ, đúng rồi, cái này là mượn nhất từ trước đến nay luôn. Dạ. Dạ. Nhưng mà nói chung là đẹp lung linh luôn. À, đẹp cảm ơn tất cả tình cảm của cô chú. Một màu tím ha, một màu tím. Bao nhiêu người thương cậu thế. Dạ. Ấm lòng nha. Ấm lòng. Cái đàn hoa. Càng ngày càng nhiều. Cái đàn dạ. Hoa khủng khiếp. Mình ở đâu đến chị? Cô chú anh chị ở Biên Hòa đấy. Dạ Biên Hòa. Bạn sự như ý. Bạn sự đầu cắt tỉa nha mọi người. Bây giờ thì cái anh bên shop hoa nó đang chỉnh lại cả nhà. Chở từ chậu này từ Bình Chánh lên hả? Wow. Quá tuyệt vời. Ở Bình Chánh nó qua. Ở Bình Chánh chở này đúng là xa của chú anh chị ơi. Xa mà chở giỏi vậy. Chở xe Honda, xe Honda. Chứ nếu mà chở bằng xe Honda. Chạy gác mà cho anh đi xe du lịch chắc mà tốn xăng chết luôn á. Mọi người cho anh chụp hình đi, lôi ra cho anh chụp hình. Lôi ra cho anh chụp hình. Lôi ra cho anh chụp hình nha. Này cao 1.5 m nha. Đó, ở xa nè. Bây giờ đâu. Mình sẽ đi vào phía trong. Ấy da. Cái gì ấy? Thiếu ăn nữa. Chào đội trưởng nha. Thấy em cây dấp té à. Chị bấm số quá. Có cái cây vô nữa kìa. Em nhớ cây lên nữa nè cả nhà ơi. Bắt đầu cũng quy mấy cô này ở đâu cây luôn á cô chú chị ơi. Vỏ trái cây luôn. Hoa nữa. Bấm cút thì em mới chạy vô. Cút. Trời ơi, bông cốt ngon mạnh cũng chạy vô. Quá trời quá đất rồi. Thôi, còn cái chị này giáo viên mầm non nữa nha. Đó, đang cái này là đang cắm hoa bộ cậu. Nên là cô giáo hồi nãy lên cũng có mua đồ cúng cho cậu Năm. Rồi bây giờ cô giáo rảnh, cô giáo đi coi lại những cái bình bông của cậu cắm lại cho nó đẹp. Cô giáo về trường nào đấy?
Rồi đó. Cái này là album của cậu Năm nha cả nhà. Cô Chéo đang cắm hoa nha cả nhà. Vậy là mình ở đâu tới chị? Chị hả? Chị ở quận 6. Đúng rồi. Dạ. Rạp Hát Cây Gõ. Dạ, Rạp Hát Cây Gõ. Ôi, ra ngoài làm việc cái cây xưa. Dạ. Vậy là mình có từng tiếp xúc với cậu hả chị? Ừ, gặp cậu nói chuyện hoài nha. Dạ. Gặp cậu không, dễ thương lắm, ông hiền. Ông cứ hỏi mình nè. Em mua vé chưa? Mỗi lần vô thăm mỏng cho anh mua vé chưa nữa. Em mua rồi. Dạ. Mốt vô coi đừng mua vé nữa nha. Anh dắt vô coi. Dạ. À, tụi em đi làm không có nhiều tiền hết. Tụi em hả đừng có mua vé. Dạ. Có gì vô kiếm anh rồi anh dắt vô cho coi. Dạ. Dạ bữa đó chị còn đòi chụp hình ổng nữa. Chứ ông nói mẹ chụp đi. Dạ. Đây anh chụp cho. Cái sao gì nữa không? Em muốn chụp anh lúc anh đang diễn á. Thế ông nói à có đem máy không? Nó có. Mà sợ chụp lúc mình chụp á anh đang diễn về bảo vệ bắt không biết sao không có đâu em xuống dưới đi em ngồi em coi mà em mua vé hàng mấy mấy hàng nhất. Dạ. À, em xuống coi đi à lát bảo vệ mà lại em nói xong anh Linh cho phép là bảo vệ không có bắt thêm đâu. Dạ. Đó cái thời đó muốn quay phim chụp hình khó lắm á. Dạ. Bảo vệ nó không cho mình quay phim chụp hình trong rạp đâu. Dạ. 90 chín mấy á. Dạ. Là không có cho đâu bởi vậy cái ngồi đang ngồi vừa coi ổng vừa chụp hình rồi đó. Dạ. Cái bảo vệ nó lại nó hỏi rớt hình ơi ổng qua đó đi rớt hình rồi cả nhà ơi nó ổng cho phép rồi bảo vệ nó đâu có nói gì đâu. Dạ nhớ like nha cả nhà ơi, like cho Bon 92 nha và đăng ký kênh nha. Ủa mà em kênh gì? Dạ em kênh Hiện Tiên. À, dạ. Chị đây chị đăng ký nhiều quá chị cũng không nhớ đứa nào á. Di Minh. Dạ. Niu Tài 15S rồi à, Nhi rồi quá. Dạ. Chị nhớ đứa nào luôn. 15S là chồng em. Vậy hả? Dạ. Em nhớ là đi nhiều khi hỗ trợ anh nó quay cho anh rồi nhiều khi làm phụ. Ủa giờ đâu rồi nãy giờ không thấy. Cũng đang like đi vòng vòng đâu. Chị em nói gì Tiên? Dạ em là Hiện Tiên, Hiện Tiên quay lắm. Dạ. Dạ biết 15S. Dạ bây giờ biết á. Dạ chào chị. Mình đến đây là lần thứ mấy rồi chị? Chị đến hoài không biết đếm, đếm sao cho hết luôn á. Dạ vậy là chị thường xuyên chị đến. Chị rảnh là chị sẽ xuống đây à. Dạ. Vậy là hôm bữa mà mộ cậu mất ở nhà riêng á là mình có đến không chị? Dạ. Đến mà không có đốt nhang được đứng ở ngoài. Dạ. Mấy tiếng không, không vô cho vô được, đúng không chị? Về. Dạ. Về cái tới hả đêm cuối á mới lại. Dạ. Đêm cuối lại cái lúc đó người ta đang trình diễn văn nghệ cái không vô đốt được cái đi. Dạ. Về. Đó nhưng mà cũng đứng lại cũng coi văn nghệ cũng tới gần 1 giờ sáng mới về. Dạ. Cái sáng mai á tới nhà đi đưa thì tới sớm để đốt nhang. Dạ. Đốt nhang xong rồi đi đưa luôn. Dạ. Đó giờ đi đưa lên tới đây đứng ngoài đó rồi có vô được đâu bị người ta chen người ta đẩy muốn té luôn á đứng. Dạ. Ngoài đó nghẹt ở trong này nghẹt cứng hết trơn không vô. Dạ. Nữa. Quá chừng luôn vậy á hả mệt đó tại hồi tối thức khuya về sáng đi đưa tới xuống tới đây bị chen lớn nữa mệt vậy. Trời cho người ta ra bớt để mình vô mà thấy người ta cứ đông hoài rồi đi về. Dạ. Cái chiều coi clip của thằng Niu nè. Dạ. Mới thấy thằng Niu quay là lúc đó khoảng 3 giờ đó là vắng khán giả nó đi về ở lại để đốt nhang cho ổng. Dạ. Cái đốt không được cái qua bữa sau lên liền. Dạ lên luôn. Ừ qua bữa sau lên đốt cho ổng. Vậy cái mỗi tuần mỗi lên có khi 2 tuần lên có khi hả
ba tầng lên lần, từ bữa giờ lên không biết nhiêu lần không biết được luôn, dẫn là lên. Dạ. Nhưng mà nói chung là chủ nhật mới đi được, tại đi dạ. làm á. Dạ, chị làm gì chị? Làm ở công ty giày dép của Đài Loan á. Dạ, đây là chủ nhật mình mới lên được. Trời quý quá luôn. Lúc ổng mất là hứa với ổng đó, anh Linh ơi em sẽ lên đốt nhang cho anh thường xuyên, nhưng mà em không hứa là ngày nào cứ rảnh là em sẽ lên. Dạ. Ai bỏ anh chứ em không bỏ đâu. Nếu dạ. em còn sống là em cứ còn lên đốt nhang cho anh. Dạ. Thiệt. Chỉ trừ khi mà chị không còn sống thôi chứ dù cho không còn ai đốt cũng chị sẽ là người duy nhất đốt nhang cho ổng tới dạ. khi mà chị không còn thôi. Dạ. Rất là quý luôn. Chị rất là tuyệt vời. Hôm nay là chị lên thấy mộ của cậu ráp rồi thì chị thấy sao? Thấy mộ cậu ráp nó mừng quá mới lên đó. Dạ, hồi từng rồi lên mà chưa có ráp. Dạ đúng rồi. Rồi lên chưa có ráp. Dạ. Cái bữa nay lên thấy là mừng. Dạ. Chị thấy đẹp không chị? Đẹp. Đẹp. Thấy yên lòng. Cũng mừng cho ổng, hồi nãy đốt ngang cũng cầu nguyện cho ổng. Nói anh Linh, anh cứ yên tâm đi. Anh cứ về cõi Phật đi, ở Trần gian này để người Trần gian tự tự giải quyết với chị ha. Giải quyết, anh đừng suy nghĩ gì hết. Dạ đúng rồi, em cũng hay nói vậy với cậu. Gia đình mỗi người ai cũng có xảy ra xô xát. Dạ. Chén trong sống còn khua mà. Đúng anh rồi, em chị. Thì cũng vậy à. Không nhà nào mà được hoàn hảo hết, anh đừng có suy nghĩ gì hết. Dạ. Đó, giờ cầu nguyện cho ổng. Về khỏi Phật dạ. Rồi bữa hôm ngày đầu tiên nghe ổng mất kìa, buồn luôn á. Dạ. Buồn khóc, ăn cơm không nổi luôn. Dạ ăn không nổi luôn. Rồi bỏ chén cơm chạy lên chùa. Chạy lên chùa cậu xin cầu nguyện cho cậu. Đặt tên tuổi pháp danh của ổng, cầu nguyện cho ổng. Dạ. Chị thuộc kinh Địa Tạng thì chị đọc kinh Địa Tạng cúng cho ổng. Dạ chị thuộc kinh Địa Tạng luôn. Kinh Địa Tạng thôi. Dạ. Nói chứ chú Đại Bi thì chị thuộc không có được nhiều, chị thuộc cái dấp dấp hoài, còn kinh Địa Tạng chị thuộc lào lào à. Dạ. Mà người ta nói cúng mấy người mất này nè, cúng kinh Địa Tạng thì tốt. Dạ vậy là cúng kinh Địa Tạng tốt. Đọc kinh Địa Tạng mà mấy lần chị xuống đây nha mà chắc chắn khán giả thì chị không có đọc kinh cúng. Dạ. Bữa nay đông quá chị không có đọc được nên chị đứng chị đê gái sơ sơ rồi chị đi. Dạ. Cái bữa hôm nào vắng á thì chị đọc kinh cúng khẩu. Dạ. Bình thường mấy ngày thường thì có thể là sẽ vắng. Kinh Địa Tạng thì nó tốt. Dạ. Bình thường á chị biết sao không, thứ bảy chủ nhật cũng đông nhưng mà chỉ có buổi chiều á. À đúng rồi, buổi chiều là ngày nào cũng vậy thì cũng sẽ vắng hơn, nên chị muốn mà cái ngày vắng để đọc cho cậu thì chị đi buổi chiều hơn là buổi sáng. Dạ. À, mình đọc chứ không cũng về cõi Phật rồi, sống nó lớn quá. Dạ. Tại có một cái clip á là lần đầu chị lên đây á là nhiều đứa quay chị cũng không nhớ nữa. Dạ. Chị coi được mấy cái là có phỏng vấn chị á, thì chị có nói là ổng dắt chị với lại một đứa bạn lụm ve chai vô coi hát đó. Dạ. Và ổng có cho tiền đứa bạn nữa đó. Vậy mỗi lần nó khổ nó tới nhà kiếm ổng cho ổng cho tiền đó mà nó không rủ mình đi, nó đi mình nè. Dạ. Chị chắc nó bây giờ này, nhỏ đến nó ở đâu thì chị cũng không biết nữa. Không biết nó còn sống không nữa. Dạ. Không biết nó nhà lúc đó mình kết bạn với nó là kết bạn thôi, tại vì là đi coi hát vậy cái gặp nó lụm như chai, nó đứng ngoài dạp cái nó thấy mình đi coi hát hoài cái mà mình đi mình nữa, cái nó thiều lại nó nói chị có tiền không chị cho em xin vài ngàn em vô cửa em coi. Thời đó em biết là mấy người xét vé cửa nó hết vé rồi nó sẽ lấy tiền khán giả đó, nó bỏ túi riêng. Dạ. Nó cho khán giả coi vô coi gọi là vô cửa đó giờ. Dạ. Mấy đứa mà vô cửa như vậy đứng nép con nè. Ừ. Đó tại đâu có vé đâu. Ông hát đắt lắm, cứ mở. Dạ. Cửa và bán vé có nửa tiếng hết vé, nửa tiếng hết vé. Nửa tiếng là hết vé. Ừ, cái rạp á là có 2.000 vé thôi. Dạ. Rạp chứa được có 2.000 người à. Đó là cái mở cửa nửa tiếng hết vé. Dạ. Nhỏ đó nó thấy mình cái nó xin tiền, cái mình mới nói nhỏ thì nó ai xin tiền mình. Rồi cái bữa đó mình cũng cho nó mấy ngàn, cái nó vô nó coi. Dạ. Nó coi cái xong cái bắt đầu quen rồi, bắt đầu làm bạn từ đó đó. Rồi mình hỏi nó làm gì, nó mới nói nó lụm ve chai. Dạ. Đó mình là đó. Đó là có một cái clip mình thấy là dắt người bạn lụm ve chai đó, là ổng dắt vô đó. Dạ. Đó giờ ổng dắt chị vô coi, dắt nhỏ đó vô coi nữa. Dắt cho tiền nhỏ đó. Cho tiền. Đó.
mình mua mỗi lần mua đồ lại cho ổng á, ổng hỏi nhiêu tiền với em, mình trả lại. Chị mới nói trời ơi, mua đồ tới thăm anh mà anh hỏi tiền gì kỳ vậy, em đi làm có tiền mà. Ổng nói không, thấy tụi em cực khổ quá, à, thôi mốt lại thăm anh thôi nha, đừng mua gì hết. Dạ. Ổng nói vậy, ông dặn đừng mua gì hết. Còn vợ nhỏ đó chứ nó mặc đồ cũ thôi chứ đâu có, nó không phải nghèo khổ, nó kiểu nó mặc đồ cũ chứ. Ổng hỏi nó, ổng hỏi nó kiểu không phải ông tiền dễ, ổng mới nói em thì em học được khá hả. Cái nhỏ nó là anh đúng rồi, cái ông nói em làm nghề gì, và nó nói nó lụm vi chai. Ổng mới nói vậy chứ em lụm vi chai bao lâu em mới mua được vé coi anh hát. Nó nói từng mới mua được vé, lúc đó vé hát 5-6 ngàn vé gì đó. Dạ. Mà bắt đầu là nó phải lụm vi chai từ mà 5 giờ sáng nha tới 10 giờ tối á. Dạ. Mới được 5 ngàn đó, là 5 ngàn 6 ngàn là nó mới đi mua được cái vé của ổng. Là một ngày đó nó mới kiếm được 1.000 đồng thôi nha, nó dán một ngày nó kiếm 1.000, 6 ngày nó kiếm 6 ngàn là đủ mua cái vé coi ổng. Dạ. Cái ổng nghe thì ổng tội nghiệp quá, ổng móc tiền cho ổng cho. Dạ, móc tiền ra cho luôn. Ổng nói thôi em cầm số tiền đi đó, mình không có hỏi nó là bao nhiêu, cái đó là nó kể. Dạ. Đó, nó nói vậy ổng cho nó, ổng nói nè cầm tiền đi và kiếm cái gì đó đi làm, đừng có lụm vô chai nữa. Yeah. Đó có một cái clip không dấn chị cũng kể vậy đó. Rồi xong cái nhỏ đó nó về. Rồi về cái ổng dặn nó mày mốt có khổ rồi lên gọi kiếm anh nghe, đừng có lụm vô chai nữa nghe. Yeah. Cái nó hứa với ổng. Cái sau cái chị đi coi hát thì gặp nó nữa. Yeah. Cái chị hỏi nó, cái nó nói hết lụm vô chai rồi. Ổng biết được ổng buồn chết, ổng đã cho tiền rồi, đi kiếm việc khác làm rồi. Dạ, vậy là kiếm cho tiền. Đó, bây giờ không biết nhỏ đó đâu nữa. Không biết nó còn sống hay nó chết. Tại mình lúc đó mình kết bạn với nó là do là đi coi hát mê ổng thôi, mình cũng không có hỏi địa chỉ nhà nó. Dạ. Không biết bây giờ nó ở đâu nữa, nó còn sống hay là nó chết không biết gì luôn á. À, là ý là nói ổng là tốt như vậy đó, thương hay giả. Và mấy lúc ổng bệnh á, chị lại nhà chị thăm ổng. Vậy là chị có lại nhà không luôn? Có. Và chị cũng có cái clip đó, phỏng vấn chị cũng có nói luôn. Mà chị nói lại nhà ổng, ổng tự tay ổng rót nước. Wow, tự rót nước luôn. Ổng bệnh, ổng đi không nổi nha. Dạ. Ổng nằm ở trên giường, ổng lờm cơm, ổng đứng như vậy. Dạ. Ổng đi lết từ từ là ổng rót nước cho mình đó. Còn có một cái clip phỏng vấn chị cũng nói như vậy đó. Dạ. Ổng là ổng rót, cái người nhà thấy là vậy đó, ổng mém té, người nhà đỡ ổng lên. Dạ. Chứ ổng đi vô đi để người ta rót nước cho ổng không có chịu. Dạ. Lúc đó có một người vú nuôi của bé Hồng Loan là chị Oanh đó, là sát cánh bên ổng luôn á. Dạ. Chị Oanh mới nói Hoàng Linh đi vô đi để em rót cho ổng. Không, giả của tôi, đến hôm tôi phải tự tay rót nước. Ông cho người nhà làm mà ông đứng đâu có nổi. Và mình thấy như vậy mình nói thôi anh Linh ơi, thôi tụi em về. Đó, đó là chị Oanh, là không biết cái gì chị Oanh đó bây giờ ở đâu nữa, là vú nuôi của bé Loan đó, bé Hồng Loan á. Dạ, vú nuôi chị Loan. Có chị Oanh đó, nó dễ thương lắm, sát cánh bên ổng. Ổng hả, ưa rầy cái chị đó nhất. Dạ. Ổng hả, cái chị đó mà làm sai thì là ổng la chị đó. Lúc đó con bé Loan nó kêu mẹ Oanh á, mỗi lần đi theo ổng á, ổng hẳn nó đi theo hát cái kêu mẹ Oanh cái. Ổng đâu nói đâu, trước mặt khán giả ổng đâu la bả đâu. Dạ. Cái sau lưng là mình hỏi, sao bé Loan nó kêu chị bằng mẹ Oanh vậy chị Oanh. Cái bả nói xong, bởi vì chị mới bị ông Linh chửi đó. Ổng nói hả, em dạy con anh kêu em dạy giờ khán giả không biết tưởng đâu em là vợ anh sao. Em dạy con anh kỳ quá. Cái anh nói sao em đâu có dạy đâu, tự bé Loan nó kêu, tự nó kêu á. Dạ, tự kêu. Ừ, giờ cái ông bị la ngọ, bà Oanh bà bị la hoài, bà nói chị thì ông Linh la hoài em ơi, bà chị mê cái giọng hát của ổng, mê tính cách của ổng. Rồi chị tình nguyện tới đây chị làm vú nuôi cho bé Loan này á. Dạ. Chị la chị cũng buồn lắm. Dạ. Đó, tâm sự vậy, biết bây giờ bả ở đâu nữa, chị Oanh đó bây giờ đâu nữa, vú nuôi của bé Loan á. Dạ, vú nuôi của chị Loan. Mỗi lần chị lại nhà ổng chơi là chị Oanh đó nói chuyện với chị nhiều nhất. Dạ.